chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Sony rất vui khi được là đơn vị đồng hành cùng với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Và thời điểm hiện tại, khi mà Tết đến xuân về thì chúng tôi sẽ đến với gia đình của các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện để trao tặng dàn âm thanh Sony Sound 3. Và ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt ở Gia Lâm, Hà Nội đến với gia đình của một cầu thủ rất là dễ thương. Và Việt Nam là một trận đấu mà thu hút rất là nhiều sự quan tâm của dư luận. Khi mà có Trọng đá thì không khí tại gia đình mình như thế nào ạ? Rất là tự hào, thứ nhất là tự hào cho đội tuyển Việt Nam. Và cũng cá nhân là em Trọng cũng được sống với gia đình, cũng thực sự là cũng có một cái cảm giác lúc nào cũng là hào hứng mà mới khi được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu hay như thế. Cả một trận đấu thì chúng tôi cũng cùng bao nhiêu người khác rất là hồi hộp, dẫn trước một bàn vẫn chưa an tâm. Khi đúng trọng tài thổi còi vòi kết thúc trận đấu thì lúc đó là Việt Nam đã vô địch, thì rung lên sung sướng là đã vô địch 10 năm rồi mà. Con có nghe mọi người nói là chú không có cho Trọng đá banh đúng không? Thực sự mà lúc ý là mỗi mình em cũng bé quá, thành ra là cũng không muốn để cho em nó đá, đồng ý là đá, cũng dặn em là bảo đá thì có giờ có giấc chứ không phải lúc nào đá. Khi mà em nó lên thì cái đó nó tập trung, mà lúc đó nó ở tự lập, nó xa gia đình, em nó đã có cái ý thức là ra xã hội và sống tự lập được. Lúc đó thì cũng quyết định là thôi để cho em nó theo cái nghề đá bóng. Em nó vào trận đấu là lúc nào em nó cũng sơ kinh, sau này mới biết rằng là đấy là một cái thói quen của em nó. Có hỏi em nó mà em nó cũng trả lời là sơ kinh thì mới tự tin. Đình Trọng có về nhà ăn Tết với gia đình không ạ? Năm nay thì chắc chắn là năm ăn Tết là cũng có thể là buồn với gia đình. Thì em ở bên nhà rất là buồn, bởi vì khi có em về thì không khí Tết nó có thể là nó vui vẻ hơn. Hôm nay đến với gia đình thì Sony cũng có một món quà tinh thần gửi tặng các chú nhân dịp năm mới. Chính tay của tổ giám đốc của Sony viết tặng gia đình đây ạ. Kính chúc cầu thủ Trần Đình Trọng và gia đình nhiều sức khỏe và sẽ chinh phục được nhiều chiến thắng mới trong năm Kỷ Hợi, Việt Nam vô địch. Trong một năm qua khi mình sử dụng cái Bravia OLED TV này á, thì chú thích nhất là chức năng nào của nó vậy? Điều khiển bằng cái giọng nói. Chú muốn tìm cái gì ra thì nó dễ, bởi vì nếu như mày mò vào những cái nút này thì nó hiện đại quá, nhiều lúc không tìm được. Trần Đình Trọng. Nếu như mà muốn tìm Trần Đình Trọng đi đâu thì chú hỏi là kỹ hơn, chẳng hạn như thế. Bỏ ra cái này ra bên kia luôn. Cả làng đến xem hả chú? Cả làng nó chụp chật cứng hết là sân nhảy hết. Con đem đến những cái dàn âm thanh này nữa. Nên mỗi lần mà chú xem các bạn thì nó âm thanh nó càng sống động hơn. Những cái dây này rất dài đúng không? Là mình có thể là để chuyển bất kỳ chỗ nào. Cái dàn âm thanh Sony Sound 3 này á chú, gồm có một cái loa ngang ha và hai cái loa đứng. Và bên cạnh đó có một cái loa sub phía dưới này nữa, nó sẽ tạo thành một cái hệ thống âm thanh vòm. Chúc sức khỏe tới toàn thể mọi người thành đạt trong tất cả mọi cái lĩnh vực kinh doanh. Tết Kỷ Hợi vàng, sung túc cùng Sony. Chia tay gia đình Đình Trọng, các bạn hãy đoán xem Sony sẽ ghé thăm gia đình cầu thủ nào tiếp theo. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share, comment và đừng quên subscribe cho kênh YouTube Sony Việt Nam các bạn nhé. Còn bây giờ thì Mai Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Việt Nam chiến thắng. Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.